Ngay trong những ngày đầu cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ một đối tượng chỉ trong 10 ngày, liên tiếp gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy đắt tiền và một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 12, trên địa bàn huyện Krông Bắc liên tiếp xảy ra nhiều vụ kẻ gian lợi dụng sơ hở của người dân trong việc quản lý tài sản, đã gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy, tay ga đắt tiền. Đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 12, đối tượng đột nhập vào nhà ông Lê Văn Đức, 55 tuổi, ở thị trấn Phước An, huyện Krông Bắc, lấy cắp một chiếc xe Honda Everblade trị giá khoảng 25 triệu đồng. Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp cùng với công an các xã thị trấn là thành lập nhiều chốt chạm trên địa bàn để bắt đối tượng. Thì ngay sau khi nhận được cái ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện về việc là có một đối tượng trộm xe máy và di chuyển về hướng thành phố Buôn Ma Thuột, thì công an xã cũng đã triển khai lực lượng bám nắm địa bàn và đón lõng đối tượng tại nhiều vị trí chốt trên địa bàn xã. Và khi phát hiện đối tượng này đi qua trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hòa Đông, thì công an xã cũng đã triển khai lực lượng để bám theo đối tượng. Và khi đến cây xăng Belocholimex thuộc xã Etu, thì công an xã cũng đã phát hiện đối tượng và áp sát bắt gọn đối tượng. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Tuyến, 18 tuổi, trú tại xã Xuân Phú, huyện Eka, tỉnh Đắk Lắk. Tại cơ quan công an, Tuyến khai nhận do vay tiền của nhiều người ở ngoài xã hội để tiêu xài, đến gần Tết chủ nợ liên tiếp đòi tiền, túng quẫn nên Tuyến đã nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy. Mục tiêu mà Tuyến nhắm đến là những chiếc xe máy tay ga đắt tiền để sau khi mang đi bán có giá trị cao. Bước đầu, Tuyến khai nhận chỉ từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 12, đối tượng đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện Krông Bắk và thành phố Buôn Ma Thuột. Trong đó có một chiếc xe máy không có giấy tờ nên Tuyến đã giả vờ đẩy vào một nhà dân và nói xe hết xăng. Sau đó Tuyến gửi lại chiếc xe máy vừa trộm cắp được rồi mượn xe của chủ nhà để đi mua xăng về đổ. Tuy nhiên, khi vừa đi được một đoạn thì Tuyến mở cốp kiểm tra thấy có giấy tờ nên liền mang lên thành phố Buôn Ma Thuột tiêu thụ. Trước đây em vay mượn ngoài xã hội 30 triệu tiền vay nặng lãi ạ. Nên đến cuối năm người ta hối nên là em vẫn cùng quá nên em phải đi trộm cắp để em trả người ta. Mục đích em nhắm đến là những xe tay ga đắt tiền. Sau khi trộm cắp được em mang chiếc xe lên thành phố Buôn Ma Thuột để tiêu thụ. Hiện công an huyện Krông Bắk đã truy thu được 5 chiếc xe máy và đang tiếp tục truy thu chiếc xe máy còn lại để trao trả cho các bị hại. Hôm nay là tôi rất là vui mừng lấy lại được chiếc xe là nhờ lực lượng anh em công an ở huyện Krông Bắk rất là nhanh chóng bắt được kẻ trộm. Từ khi tôi mất xe là 1 giờ 15 mà khoảng chừng là 20 phút sau là tôi đã nhận được tin là anh em đã giữ được đối tượng. Điều đó tôi thấy là anh em lực lượng rất là nhiệt tình. Tôi không nghĩ là quá thần tốc, trong vòng 20 phút là lấy được xe. Một lần nữa tôi xin thành thật cảm ơn là anh em đã nhiệt tình là giúp đỡ tôi và tất cả mọi người ở trong huyện là bị trộm cắp. Mong rằng là tất cả mọi người công dân phải bảo vệ xe của mình, tại vì những ngày giáp Tết rất là dễ bị là mất xe. Cho nên trước mắt là phải là bảo vệ xe mình rất là cẩn thận để cho lực lượng đỡ vất vả hơn. Công an huyện Krông Bắk đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Văn Tuyến về hai hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ghi nhận thành tích trên, vừa qua, lãnh đạo công an huyện Krông Bắk đã đến biểu dương, trao thưởng cho công an xã Hòa Đông. Kết quả khám phá nhanh vụ án trên là một chiến công xuất sắc của toàn lực lượng công an huyện Krông Bắk trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.